Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ đi lắp một bộ của bác Lê Doãn Quyết các bác nhé. Số điện thoại là 448, bác ở Việt Yên, Bắc Giang. Thì hôm nay bác lấy của em một bộ karaoke gồm hai loa JBL 712, một cục đẩy CA9, một mixua UGX10, hai la mã, một chiếc vang X5, một lọc xì 231 các bác nhé. Thì bác ấy chờ rất lâu rồi, thì có đôi 715 về, thì hôm nay em đóng chuyển cho bác đây. Mời các bác xem tiếp chặng đường của em đi ghép nối các bác nhé. Tiếp tục mở bài đắp một cuộc tình cho các bác nghe nhé. Chỉ cần phòng độ 30m2 mà em chỉ cần hai đôi 715 này thôi, và chất lượng âm thanh rất là tốt. Các bác có thể nghe rất là sâu, và chú đi cùng với mình thì em thì đang cầm mic hát rất là gần. Rất là lực các bác nha, nếu mà các bác ở ngoài này thì rất là lực. Thật ra thì một karaoke chỉ cần những thiết bị như thế này thôi và nghe nó đã rất là hay rồi các bác nhé. Một ngôi nhà rất là lớn, đây những cái phụ kiện mà em đóng nguyên thùng cắt tông các bác nhé. Nói chung là cái ngôi nhà này phải to nhất cái khu này luôn các bác nhá. Nhất cái khu này luôn. Bộ thì thật ra là không hề kém chất lượng đâu. Các bác đừng nhìn vào giá tiền, ví dụ những cái bộ 3-40 triệu làm gì. Đấy, khu này thì vẫn còn ngói đỏ luôn. Ngói rất là đẹp, mình khu nhà này to nhất luôn. Vâng, tí nữa bác ạ, vâng. Đây, bác chủ ấy cháu bắt tay vào. Vâng, bác cho cảm ơn nhé. Với cái vòng này nó rất là vang, rất là linh tai các bác nhé. Ok, thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Bác chủ nhà thì là con, thì bác ấy đang ở bên Hàn Quốc. Bác ấy đặt mua về cho bố, một người giống rất là tình cảm, nói chung là rất là có hiếu. Cảm ơn các bác nhé, đã xem video của em. Chào các bác. Các bác nghe cái chất âm nó đã khác hẳn rồi. Em đang quay chạy từ góc độ để mà cho nó rõ nét nhất từng cái âm thanh của từng chi tiết, từng chỗ trong một căn nhà. Còn tất nhiên thì trong ngũ thì vô tư các bác nhá. Cái này vẫn rất to. 1 1 2 3 1 5 6 7 7 8 9. Đi khảo sát tất cả các góc nhà xem âm thanh nó đã phong tất cả các nhà chưa. 20 năm rồi. Ok, cảm ơn các bác. Chào các bác. Xin chào các bác. Thì hôm nay em đã tới được cái căn nhà rất là to,
của bác Quyết nhé. Rất là to, em đã xin lắp thành công. Biến đây là ca sĩ của em thôi nhé. Con cùng cô ấy không cần bác nhé, à, không cần hoa súp các bác nhé. Cấu hình này mới chỉ có 19 triệu 200 nghìn đồng. Rất là đẹp các bác nhé. Đôi loa này cả đứng sát vào rất là tương thích. Nhớ cả phim ấy ngay sát luôn các bác nhé. Nếu từ lập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 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
vậy, anh chỉ làm chi bao nếu phải lòng 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 mức volume lúc nào em để ở mức rất là bình thường thôi, vì con đẩy rất là khỏe thôi nhá. Kết hợp với một lòng 215, một vang số X5 và một chiếc UGX10 hay là mã một đôi loa JBL712. Cái TV này ra chất âm nó hơi kém, em đang dùng cái đầu HD Media này, chất âm nó hơi kém, thật ra là tiếng nó chưa được hay lắm, nhưng mà em sẽ chỉnh qua cái lọc này tiếng nó sẽ hay hơn. Rất là to. 10 năm tình cũ không chú? Với cái cấu hình này thì rất là hợp lý với túi tiền. Bến cảng. Vâng. Vâng. Quá quên. Vâng. Nhưng mà cái giống này càng để lâu nó lại càng ngọt. Càng để lâu càng ngọt đúng không ạ? Vâng. Ăn ngay thôi này. Để xong báo. Đây bác chủ, bác chủ rất nhiệt tình. Bác chủ tặng ổi. À quên. Ổi. Bưởi rất là ngon. Vì như là bên đây là bưởi diễn rồi các bạn. Rồi. Vào nhà đây thì rất là đẹp. Xung quanh vườn hầu như là trồng bưởi hết các bác nhé. Trồng bưởi hết, bưởi rất là ngon. Đẹp. Khu này rất là nhà này đẹp, đẹp cái khu. Đây là bác gái. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Chào các bác.